thay đổi một chút. Giờ mình sẽ khoét cái lỗ và bỏ cái ổ bơi này vô trong. Xong mình kho bạc vào đó, đừng để cho cái bánh nha.
Chú tụ bà mới trả cái máy lấy bắp được xong rồi.
bạn nào mà mua bán gì nó biết thế nhỉ, mua tiêu AB hoặc là tên là căn phòng, là tên là em sức, tôi sẽ xong cắt một lại. Thank you.